đòn hiểm của Nga khiến Ukraine điêu đứng giữa lúc hỗ trợ phương Tây giảm. Nga đã thay đổi chiến lược tên lửa trong một thời gian dài sang chiến lược mới có thể gây ra những tác động tồi tệ cho nỗ lực của Ukraine trên chiến trường, các chuyên gia nhận định. Trong chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga đã sử dụng tên lửa dẫn đường tấn công các hệ thống năng lượng mà Ukraine cần để vượt qua mùa đông. Chiến lược này gây ra sự phá hủy nhưng không giúp Moscow giành được thắng lợi chiến lược. Gần đây, Nga áp dụng một chiến lược mới mà các chuyên gia cho là có thể gây ra những vấn đề lớn hơn cho những nỗ lực của Ukraine nhằm đẩy lùi các cuộc tấn công. Đó là nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng và tuyến hậu cần của Ukraine để vận chuyển vũ khí tới tiền tuyến giữa bối cảnh khả năng tự sản xuất vũ khí của Kyiv trở nên quan trọng hơn bao giờ hết bởi sự hỗ trợ quân sự của phương Tây đang suy giảm. Tôi rất lo ngại, Fabian Hochman, chuyên gia về công nghệ tên lửa tại Đại học Oslo, Na Uy đánh giá. Theo ông, vào mùa đông năm ngoái, Nga đã lãng phí tên lửa cho các mục đích chống lại dân thường. Bởi vì hãy nghĩ xem các tên lửa sẽ phát huy hiệu quả như thế nào nếu chúng được sử dụng để chống lại các mục tiêu trên tiền tuyến hoặc các cơ sở công nghiệp quốc phòng và hậu cần. Chuyên gia này nói, theo ông, chiến lược ban đầu của Nga không hiệu quả. Từ khía cạnh quân sự, việc nhắm vào các mục tiêu như các cơ sở năng lượng không hoàn toàn có tác dụng nếu mục đích của họ là làm suy yếu tinh thần của đối phương. Trong khi chiến lược này gây ra thảm họa cho các thành phố của Ukraine thì nó không giúp Nga đạt được mục tiêu và không có hiệu quả trên tiền tuyến. Vì thế, trong khi vẫn nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng thì hiện nay Nga đã chú ý tới những mục tiêu mới. Đó là những mục tiêu liên quan đến các trang thiết bị của Ukraine, chẳng hạn như các nhà máy sản xuất hoặc các vũ khí trên đường tới tiền tuyến. Chiến thuật của Nga được tiến hành vào thời điểm không mấy thuận lợi cho Ukraine, ngay lúc nước này tăng cường sản xuất vũ khí và đạn dược cũng như nguồn cung từ phương Tây trở nên bấp bênh. Vadim Skibiti, đại diện một cơ quan tình báo quân sự của Ukraine cho biết hiện Nga chủ yếu nhắm vào tổ hợp quân sự, công nghiệp của Ukraine trong khi vẫn tiếp tục tấn công các cơ sở hạ tầng. Nga cũng thừa nhận về việc thực hiện chiến lược trên khi thông báo ngày 13 tháng 1 rằng nước này đã nhắm vào các cơ sở sản xuất đạn dược và UAV ở Ukraine, hai vũ khí hiệu quả nhất để loại bỏ quân đội và các phương tiện chiến đấu. Các báo cáo trong 2 tháng qua cho thấy Nga nhắm đến và phá hủy một nhà máy tên lửa, một kho chứa đạn dược, một kho phương tiện quân sự và một nhà máy sản xuất UAV cũng như sửa chữa trang thiết bị quân sự. Timothy Vray, một chuyên gia về tên lửa nhận định với Viện Nghiên cứu Chiến tranh rằng Ukraine có nền tảng công nghiệp quốc phòng trong nước và Nga muốn xóa sổ chúng nhiều nhất có thể. Theo ông, Nga có thể đang nghĩ sẽ đến lúc phương Tây không cung cấp thêm trang thiết bị cho Ukraine và Kyiv không duy trì được số lượng vũ khí cần thiết hoặc tự sản xuất vũ khí mới. Dù vậy, chuyên gia này cũng cho rằng một điều thuận lợi cho Ukraine là nhiều vũ khí của nước này được sửa chữa ở bên ngoài đất nước, chẳng hạn như tại Ba Lan. Ngoài ra, ngành công nghiệp vũ khí trong nước Ukraine có các cơ sở được trải rộng tại nhiều địa điểm khiến việc xóa sổ chúng trở nên khó khăn hơn. Xác định những địa điểm này và sau đó không kích vào những khu vực nhỏ thực sự rất khó, chuyên gia Timothy Vray nói. Nga đang tăng cường sản xuất tên lửa và Ukraine nói rằng nước này cần thêm nhiều hệ thống phòng không khi Moscow cố gắng xóa sổ chúng. Chuyên gia Hochman thì nhận định, ông thực sự lo ngại nếu Nga có thể tiến hành một chiến dịch tập trung và có tổ chức nhắm vào ngành công nghiệp vũ khí của Ukraine. Ông cảnh báo, chiến dịch này có thể gây ra những vấn đề rất nghiêm trọng cho Kyiv. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.